À, các anh chị thân mến, cho em hỏi các anh chị là đến từ đâu? Bắc Cạn. À, thế uống rượu là phải cạn hết à? Hà Giang. À, Bắc Cạn Hà Giang. Ôi giời, Bắc Cạn Hà Giang mà gặp nhau chỉ có Say. hầu hầu say say, hầu mê mê. Oh, À, chuẩn chuẩn chị ơi, chuẩn. chị cứ bật đèn Phật đi. Rồi để em bật cho. Để em bật đèn Phật nào đó nha. Rồi. Đấy, để cho nó ánh sáng nó. Có thể là em mượn câu của ai đấy đấy nhá. Đấy, để sáng cho mọi người. Đấy, có anh Triệu Nghị quay Canada rồi. Anh đấy đang quay anh ấy thì còn quay cả anh. À, hôm nay là rất là vui, đặc biệt đón các anh các chị thì em xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc về vùng cao mà em sáng tác. Đấy, chúc sức khỏe cả nhà. Như theo những ca dao hay tục ngữ hay là những ca khúc về vùng cao thì người vùng cao rất là quý mến khách. Ai mà lên với vùng cao, lên với Hà Giang thì chỉ có hầu say say, hầu phê phê. Tại sao? Ở trên này chỉ có đá và đá mà không thấy nước ở đâu. Các anh chị đi từ thành phố Hà Giang lên không thấy một cái giếng nước nào. Các anh chị thấy quý không? Có. Tại sao người đồng bào sống được mà mình lại lên lại phải phải chê người đồng bào? Tại sao người đồng bào ăn mặc sao sao không không vệ sinh đúng không? Không sạch sẽ đúng không? Bởi vì có nước đâu mà tắm. Mà tại sao đồng bào không có nước để uống? Bởi vì có nước đâu mà uống. Bởi vì khi ông trời đãi xuống cái nước đãi trời, nó chỉ đủ cho phục vụ cho một tháng hoặc một tuần trăng thôi. Đến một tuần trăng, đến tháng sau nó không mưa lại nhịn, lại phải đi lấy nước. Đấy, cho nên là lên vùng cao Hà Giang mà được được nghe những tiếng sáo, tiếng hát hay những tiếng đàn thì cực kỳ tuyệt vời, và được vào trải nghiệm vào bản Mông nữa cực kỳ rất là vất vả. Cho nên hôm nay là em nhờ anh cầm đàn guitar cho em. Chơi luôn. Rồi rồi, ngồi im, ngồi không, anh hạ máy xuống, ngồi im. Đấy, rồi em chuyển máy sang bên này bởi vì là view là ở bên này. Đấy, nhưng mà cầm đàn như này nó hơi ngượng nhỉ. không, anh cứ ngồi im, anh cứ ngồi im để em quay anh lên sóng luôn Anh đấy. đang muốn gãy tí, Không, thử tí. anh đánh đàn ba được rồi. À, đấy. Đàn kia là hơi ngượng. À, không sao, thì em sẽ đấy, thế anh ngượng thì em làm cho. Em xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Thết Bạn Đãi Bạn. Người đồng bào rất là mộc mạc và là quý khách. Khi nào khách đến nhà thì món ăn là bay từ gan ruột, tất cả những gì ngon nhất bày ra mời khách chơi luôn, không quan tâm. Bây giờ tôi đang bay sang Bắc Cạn. Ta nâng ba thết đại bàn bầu, ngọt bùi mền men mê lá nồng nàn, đã nâng lên là uống rượu mềm môi chảy vào tâm can, lòng người ấm Anh Nghị ngồi bên kia được không, để quay cho rộng hơn góc bên kia để quay 4-5 người đây. Đấy. Mâm cỗ nhà ta lạnh sương ngọt gió, món ăn bay từ gan ruột, tình yêu đừng đầy cho ngô, ta nâng bát 14 phương 8 hướng, khách bát đây xin làm anh em, mong cho bàn chân cứng đá mềm, bàn chúc người già mạnh khỏe rượu đầy chùm, ngô đậu đầy nương bàn sẽ nhớ nhà to, cách bát đây xin làm anh em, mong cho bàn chân cứng đá mềm, bàn chúc người già mạnh khỏe rượu để chùm, ngô đậu đầy nương bàn sẽ nhớ nhà to, nẻo sườn non ta gió tràn đêm, nẻo sườn non ta gió tràn đêm, nẻo sườn non ta gió tràn đêm, mỗi cán bộ đứng thôi, nẻo sườn non ta gió.
Giang ơi đừng thôi, nó tù thiệt áp lại rượu trái vào tâm can. Xuống chợ ăn tháng khô, xuống chợ uống rượu ngủ. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khèn phút lên cao. Nào hay là đây, trời đất con quay, nâng 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 nâng. Bát này là bát nữa, huy, bát nữa là bát này. Uống để thương để như lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Đừng thôi, đừng thôi. Người vùng cá họ là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đứa ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như chân mây. Sơ chảy mũ nàng kia, sơ chảy mũ hậu trừ. Hấp hấp bù nà hấp bù tu, hấp bù thâu à hấp bù tê. Gù hấp có khâu, bè thâu nè khâu. Bát này là bát nữa, huy, bát nữa là bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tin bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cá họ là thế, uống chưa say trở về. Vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đứa ngựa, con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Mù say say lò say say, mù say say lò say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mê mê. Thầm mó đèo lượn vòng quanh có đang hát mà uống cái gì? Thầm mó đèo lượn vòng quanh có nơi đại ngàn đã xa. Giữa núi rừng đường đã khoe sóc như chỉ hồng trên đá. U cô em lên mùa hờ, mù say say lò say say. Mù say say lò say say, yêu chứ mê mê. Vượt sông đèo vượt gió ngàn, thăm má đèo nghiêng nghiêng núi. Như dài lúa vắt ngang trời, vàng tiếng khèn bay trong gió. Rực trắng rơi thăm má đèo, nghe tiếng lòng báo lưu luyến. Lê ước khăn mùa xuân về, về vui thăm má đèo. Mù say say lò say say, mù say say lò say say. Ô chứ hờ mê mê. Nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ê, cái gì đây? Sao lại hối lộ đây? Mình là có người của đảng không làm thế đâu. À, bà không nhận hối lộ đâu. Mù say say lò say say, ô chứ hờ mê mê. Bạn nên thấu chín mũ lò khó thì chân lượn này trên lượn đi là cái lúa lo na lo chua tông. Im bằng mong chín mũ lò khó thì đánh bỏ hứa phong xa bạn nên thấu. Hay 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 dốc núi cao cao đoạn ngựa thô. Nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo, chờ phiên vùng cao tình trời đời. Chuyến hàng ngược đèo vui thắng reo, gần vang tiếng khèn. Con đường dốc quanh có ngàn trùng người, vẫn đi ngựa, vẫn đi. Vực dốc đã treo leo vực kề người, vẫn đi ngựa, vẫn đi. Ngựa cùng ta hà nào, vượt treo dốc núi. Nắng đã lên chờ vùng cao, vượt núi cao anh lại gặp em. Phiên chờ vùng cao, phiên chờ vùng cao, phiên chờ vùng cao. Không phiên chợ vùng cao thành phiên chợ vùng thấp à?
đúng không, cán bộ. Rồi, cảm ơn cán bộ nha. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi còn A Báo không phải là sếp. A Báo à? A Báo mà là sếp thì không ngồi đây. Giờ này sếp mới ngồi đây chứ không thì, nếu mà không là sếp ngày xưa A Báo trên trời vì uống nhiều rượu trời đè xuống đây, uống rượu phải uống cho say, uống khi hết rượu lại bị đưa lên trời. À, mấy cô này xinh này đúng không? Cô này này. Thế chẳng lẽ bảo nó xấu à? Nó xinh đẹp như bông hoa rừng à? Rồi rồi rồi. À Báo mời cả nhà một chút. Rồi. Cả nhà uống bao nhiêu tùy tâm, uống ít đi thôi, uống để còn vui chơi, uống say là không biết đường về đâu. Rồi. Chúc sức khỏe cả nhà rồi. À, cho em hỏi chị tên gì? Chị Huyền. Rồi, chị bên cạnh tên gì? À, chị Huyền Giang. Rồi, chị bên kia. Huyền Giang rồi Hương. Toàn tên đẹp, người cũng đẹp. Các chị là ở đâu? Thành phố nào? Thành phố Hà Giang. Ô, tưởng là ở Yên Bái hay ở đâu? À, Bắc Cạn. À, rồi. Bắc Cạn à? Thế mình hôm nay Bắc Cạn cả nhà. Chị tên gì? Ô, chị Tuyết Bắc Cạn. Thôi chị em mình Cạn luôn nhá. À, đây là Bắc Cạn à. Chị ơi, mình Bắc Cạn đi. Đây rô một cái nào. Nào, 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, uống Bắc Cạn. Đây, Bắc Cạn là Cạn chén nhá. Bắc Cạn cứ chồng đi lên là được anh ơi. Rồi, không phải dao bôi đâu. Bắc Cạn là Cạn chén anh ơi. Đừng nhớ để lại chén. Nhớ để lại chén, rồi đấy. Rồi, ai dê thì cho vào đây. Rồi, không dê là thành biết được. 1, 2, 3, dê. Rồi, rồi. À, bây giờ thì chắc là phải thổi sáo thôi. À, Báo ơi. Dạ. Mẹ bên đây là người Hà Giang, còn mẹ bên này là người Bắc Cạn. À, thế bây giờ phải thổi sáo để cả Hà Giang, cả Bắc Cạn nghe luôn. Đây đang ngồi chỗ Hà Giang với Bắc Cạn gắn kết nhau các chị nhá. Rồi, mượn rượu của chị đấy. Đó, rồi, sao? Không cho thổi kèn anh ạ. Con không thổi kèn. Ông giữ cái kèn của ông ấy anh ạ. Không, thổi một phát lưỡi đồng này bắn vào trong. Bây giờ đang sử dụng cần thổi luôn. À, nếu mà hỏng thì phải đặt cách đây mấy tháng thì mới có được. Thế bây giờ anh lỡ thổi em đền tiền triệu cho anh. Anh phải nhịn một tháng nữa để đền cho em. Cái này 10 triệu đến 15 đến 20 triệu em không bán. Bởi vì nó chỉ gắn bó với em 15 năm thôi. Nhưng mà cái này 10 triệu em cũng có bán đâu, bởi vì em không thể bán được. Mà hỏng thì em tiếc. Cái này chỉ có 5 đến 10 triệu thôi, nhưng mà có tiền là nó không quan trọng. Quan trọng nó gắn bó với mình thôi. Đó. Cho nên em không muốn là anh thổi vào đây, tí em cũng thổi. Hóa ra mình BD à. Tí anh em mình cho môi chạm vào môi. Ví dụ như chị ngồi bên cạnh cho vào được thì em vẫn được, mà vẫn được. Như anh chạm vào em không cho. Thế thì à, chơi. À, thì em chỉ thích con gái thôi, em có thích con trai thổi vào lỗ của em đâu. Tưởng nào đúng không? Tưởng nào thấy gái cái ông ngồi luôn bên này. Chị ạ, mà chẳng ngồi với chị em mình chị. Là view này là view đẹp nhất thế giới. Đúng không? Bởi vì là ánh sáng thì nó phải đổ về đây. Chẳng lẽ em ngồi bên này. Em muốn ngồi bên này là có măng. Thank you.
Rồi, một sai sai. Rồi, không không phải mời đâu chị ạ. Chị cứ giữ sức. Đây, chị giữ gìn sức khỏe thôi, không cần mời đâu. Đấy, chị đấy nhiệt tình còn mời áp áo nữa. Rồi, rồi cho em hỏi chị tên gì? Chị làm ở đâu Hà Giang? Chị làm ở Bắc Quang. Chị làm ở Liên đoàn Lao động Bắc Quang. Em vợ em ở km 55 Việt Vinh Bắc Quang. Chị ở km 57. Ôi chết tôi, thế là hai chị em cùng quê. Chị biết Hà, chị dâu của em. À, à rồi rồi. Tùng thì chị không phải 55. Em mượn. Rồi cả nhà hôm nay là được gặp một chị là còn biết cả chị dâu của áp áo nữa. Rồi, cho em hỏi chị tên gì? Chị tên là Giang. Chị Giang là ở km 57. À, thế thì nhà em 55, cách chị 2 cây thôi. À, chị là làm bên gì? Chị làm ở Liên đoàn Lao động. Liên đoàn Lao động. Ồ, thế thì mấy nữa mà ở chương trình Bắc Quang mà có gì đặc biệt thì cứ alo cho em. Em có thể về hỗ trợ cái gì thì có thể hỗ trợ. À, đúng chị? À, chị nhá. Vâng. Áp áo ơi. Thật sự dạ. Hôm nay phải đưa cái duyên áp áo đến với Hà Giang. Và đến Bắc Cạn đây là một cái tình cảm thật sự rất tuyệt vời. Vâng. Vì trước đó là mình có chị em chụp những kiểu ảnh ấy. Đó, được, chụp ảnh luôn. Nhờ ai chụp cho. Không, có rồi. À, có rồi à. Thì... bỏ cái này đi, mình không phải trẻ con đâu, không có sữa đâu. Sao lại có sữa siếc gì ở đây? Đếm bỏ máy đây. Có người chụp ảnh cho rồi, không sao, đấy. Ôi giời, chị ngại chị à, chị vất vả đấy. Đấy, dạ, đúng rồi, chị nhìn thấy hình chưa? Dạ, dạ. Các bạn ở phòng mình và một số bạn nữa, bạn anh muốn chụp em kiểu này. Vâng. Em chúc sức khỏe tất cả các anh chị. Rồi, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, uống. Hết. Các chị hết thì mình cũng phải hết rồi. Chúc sức khỏe các chị. Vâng. Cảm ơn áp áo rất nhiều. Vâng, mọi sai. Mà uống hết chỗ này cũng say thật đấy. Cảm chị dân chưa? Em lấy vợ ở Việt Vinh Bắc Quang. Vâng. Đấy, đây. Chị đây có rõ trang của em á. Vâng. Ui, mà bây giờ nghiền áp áo sao mình bắt tay chả được bắt tay nhỉ? Chị vâng. Ở nhà chưa bỏ rượu được đâu, các chị cứ mời là cứ chén á. Các chị mời mà không nỡ lòng nào chén thì sợ các chị là Phật ý là còn trách móc mình. Các chị ở Bắc Cạn à, chuẩn bị ra em. Chứ em nghĩ là chị em mình chia đôi chén của chị đấy. Bởi mình uống ít thôi, chén của chị đâu. Chị cho sang em đây. Mình uống ít thôi rồi. Mình không nên uống nhiều. Uống ít thôi chị ạ. Thực ra em còn 40 người ở trong kia. Mà các chị thì cũng là rất là đặc biệt thì em sẽ ra giao lưu. Em chúc sức khỏe chị nhé. Em giữ cho chị thôi, em không giữ cho em. Giữ cho cả hai người chị nha. Vâng, chị. À, chị là ở phòng văn hóa. Bắc Quang. Quang Bình à? À, chị ở thành phố Hà Giang. Thế thì chắc là biết anh Ngô Sĩ Tùng rồi. Ở đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang. Anh cả của em. Chắc là biết rồi mà đúng không? Thế biết rồi cứ giả vờ thôi. Đúng không? Rồi. Để các chị biết rồi. Cái video đầu tiên của em là bài Sông Lam. À. Ở đâu ra người Hà Giang mà lại hát Sông Lam? À, người Hà Giang hát Sông Lam. Em nói thì chị phát hiện ra xong chị bảo hình như là em chú của Hà. À đúng rồi. các chị hâm mộ cứ tưởng là áp áo ở đâu hóa ra áp áo gốc Nghệ An nhưng ở Hà Giang. Đấy, rất là. Vợ em làm giáo viên mầm non ở Thái Viên Tùng ở đây Đồng Văn. Vâng, nhà ngoại. Vâng. Ôi em thấy chị vất vả quá.
chị, em thương chị ngồi uống nước đi. Đấy, mọi người đang giao lưu với nhau. Rồi em chúc chị sức khỏe này. À, hẹn một ngày gần nhất em sẽ gặp chị ở đâu đó ở Bắc Quang, ở Vinh. Vinh đấy cả nhà. Chúc em lúc nào cũng mang lời ca tiếng hát đến cho tất cả mọi người. Vâng. Lúc nào cũng chị cũng được xem cái trang của em. Vâng. Có nhiều bài mới và có nhiều tiếng hát để mang đến niềm vui cho chị. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Em xin phép chụp ảnh với chị một kiểu nhá. Yêu bên đây. Yêu bên rồi chị ấy ở bên công an cho nên là các chị là theo dõi áp báo đúng không chị? Bên công an thì mới theo dõi chứ, cứ bảo từ theo dõi lo lắm sợ là buôn thuốc phiện. Chị là theo dõi kênh áp báo chứ không phải là chị là bên công an. Chị là làm bên bên gọi là gì nhỉ? Làm bên công đoàn. Công đoàn rồi. Công đoàn thì chị tên là gì nhỉ? Chị Huyền. Chị Huyền rồi. Áp báo xin phép chụp ảnh với chị một kiểu nhá. Iopena. Hôm nay là có thêm một chị là luôn theo dõi áp báo. Ở nhà trốn chui vào chăn xem áp báo. Chồng hỏi xem gì đấy mà là xem áp báo tán gái. À, càng rồi. Thế áp báo có biết tán gái đi cứ chém lung tung hay chém trượt thì thôi. Đấy. Chứ mà chị ở Quang Bình ở chỗ nào? Chị ở huyện Quang Bình. Quang Bình à? À, em biết là cái gì là Yên Bình Quang Bình. Ờ đấy đấy. Em vào đây suốt, em đi qua Đồng Yên, à em đi vào Đồng Yên, em đi qua chị suốt. Ừ, Đồng Yên quê em à? Hay nào? Đồng Yên là cũng là quê em, bởi vì là em hay vào thì cũng gọi là quê em, chẳng lẽ quê anh? Đấy, đây, chị tên gì? Chị tên Hương. Chị ơi, em nghĩ là chị bớt đi, anh chị em mình uống nhỏ nhỏ gọi là uống thôi. Đấy, uống ít thôi, uống gọi là nhấp môi thôi. Cả nhà không nên uống rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe. Mời em chúc sức khỏe em nhé. Đấy, chúc các chị có chúc chị lúc nào cũng mạnh khỏe vui tươi nhé. Vâng. Cái năm 2019 à? À, chị lên đây mà em cũng hát là hôm năm đấy là cũng vâng. Lên chỗ nhà anh Nghị này. Vâng. Cũng, em sang ấy. Em chụp ảnh với chị một kiểu nhá. Yêu bên à. Ờ, chị ơi, cho em mà là chị là tên gì nhỉ? Chị là tên là Minh Huế. Chị Huế, à Huế dân Huế hơn, hết rồi câu trắng gối. Người đó và tôi. À rồi, chị Huế. Thì em xin phép chụp ảnh với chị một kiểu nhá. Chị là ở Mô. Chị là cái gì? Chị ở Mô, quê Mô. Chị ở quê Bắc Cạn. À, chị lúc nào cũng Bắc Cạn luôn rồi. Em xin phép chụp ảnh với chị nhá. Yêu bên nha nà. Rồi cả nhà có một chị fan hâm mộ chụp ảnh với áp báo này. Yêu bên. Anh ơi chụp đứng đây, máy đứng. Rồi anh ơi chụp một kiểu đứng cho chị ấy. Chị chụp kiểu đứng rồi. Đấy, anh chụp một kiểu đứng, một chiều đứng. Một kiểu. Đấy đúng rồi. Yêu bên à. Rồi chị tên gì ở đâu? Chị Hồng ở Yên Bái. À chị Hồng ở Yên Bái, bắt tay một cái nào, từ ai làm gì? Rồi em chào chị Hồng nhá. Chị lên YouTube rồi. Có sợ không? À không sao rồi. May quá chị đấy không sợ. À, cả nhà thân mến, hôm nay A Báo đang ở nhà Triệu Nghị Homestay. Hôm nay là sẽ giao lưu với tất cả các anh chị đến từ điện lực toàn quốc ở đây. À, hôm nay mấy ngày hôm nay là A Báo đón tất cả các anh chị đến từ điện lực toàn quốc trở về đây, về với Đồng Văn Hà Giang. Thì rất là vui, mọi người đang quây quần xung quanh đống lửa trại. Thì bây giờ A Báo sẽ gửi tới cho cả nhà những ca khúc về vùng cao hay nhất để tặng cả nhà. Cả nhà chờ đợi nhé. Anh tua lại đây. Rồi anh tua lại. Alo. Rồi, các thân mến, và sau đây là báo xin được gửi tới cả nhà ta. Nguyễn Vũ Cao, La Thế. Cả nhà cùng nắm tay nhau, nhảy theo đống lửa đúng không ạ? Rồi cả nhà nào. Xuống chợ dắt ngựa đi xuống núi, xuống
chờ uống rượu dắt vợ theo. Uống cho vợ này, uống cho con, uống cho chân này, uống cho tay. Chồng uống vợ say, người uống ngựa say. Xuống chợ ăn thắng cô, xuống chợ uống rượu ngô. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khỏe vút lên cao. Nào hay lại đây, trời đất cuồng quay. Bát này lại bát nữa, hey! Bát nữa lại bát này, hey! Uống đi thương đi nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Nào cả nhà cùng nắm tay nhau để xung quanh đấu lửa nào. Mặt vợ đấy. Sớ chảnh mu nàng kia, sớ chảnh mu hầu chơ. Hóc bò bù nà, hóc bù tu, hóc bù tàu à, hóc bù tê. Cù hóc có khêu, bẹt thấu nè khêu. Bát này lại bát nữa, hey! Bát nữa lại bát này. Trong mưa trong gió núi, một đoàn người đang đi về đâu? Giọt mồ hôi rơi bên đoàn ngựa thù. Dốc núi cao cao đoàn ngựa thù. Nắng gió mưa trơn giữa lưng đèo, chờ phiên vùng cao tình chờ đợi. Chuyến hàng ngược đèo vui thác reo, ngân vang tiếng khen. Con đường dốc quanh co ngàn trùng người vẫn đi ngựa vẫn đi. Ngược dốc đã treo leo vực kề người vẫn đi ngựa vẫn đi. Ngựa cùng ta nào vượt đèo dốc núi. Hàng đá lên phiên chợ vùng cao, vượt núi cao anh lại gặp em. Phiên chợ vùng cao, phiên chợ vùng cao.
Hù. Sao thế? Sập sập nguồn à? Alo alo alo. Do anh fan là không anh nạp điện. Điện nhiều lần thế. Rồi xong rồi. Rồi đi đi phố hết cổ uống cà phê. Rồi anh ơi, vào sạc điện ngay. Bây em chơi hát xuông luôn máu đấy. Rồi. Đấy. Em hát đàn guitar nhá. Cái này nó bắn nước hay là chị đậy này cho nó khỏi bắn nước. Rồi bây giờ em xem một hát một guitar đây. Cái mày đừng chạy nha, chạy tao đánh đấy. Bây giờ em hát cả nhà cùng cùng chạy vào nhá. Cả nhà cùng nắm tay nhau đi đi vòng quanh nhá. Máy bay đang quay đây. Anh em thấu chim bu lò kho thì cầm tay nhau nào vòng, cầm tay nhau nào, cầm tay nhau nào, 1, 2, 3. Đoàn người thổ đang đi về đâu kìa, giọt được. Đoàn người thổ đang đi về đâu kìa, vượt đường chân trong mưa trong gió núi, xuống chợ ăn thang cô, xuống chợ uống rượu ngủ, uống cho mày này uống cho tao, uống cho tiền khèn phút lên cao, nào hay là đời trời đất cuồng quay, bát này là bát nữa, huy bát nữa là bát này, uống để thương để nhớ lời nói như tên bay, cứ gặp nhau là uống xuống chợ ăn thang cô, xuống chợ uống rượu ngủ. Uống cho mày này, uống cho tao, uống cho tiền khiển vút lên cao, nào hay là đời, trời đất quang quay. Bát này là bát nữa, hây, bát nữa là bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Vào hàng đi cán bộ ơi, đi thẳng ê. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Cầm tay nhau, tay thong vào đứng ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như chân mới. Sơ chảnh mũ nàng kia, sơ chảnh nhờ sơ chảnh mũ hậu trừ. Hóc bà bù nà hóc bù tu, hóc bù tàu à hóc bù tê, gù hóc khó khơ, bè thông nè khơ. Bát này là bát nữa, huy, bát nữa là bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bà nào cũng khê khê. Tay tóm vào đêm ngựa, con ngựa cũng say say, dân bước theo chân ngựa, người ta như trên mới. Sơ chảnh mũ nàng kia, sơ chảnh mũ hậu trừ. Hóc bà bù nà hóc bù tù, hóc bù tàu hóc bù tê, cụ hóc khó khơ, bè thao nè khơ. Vào lại ra, vào đi, cầm tay nhau vào. Bát này bát lại là lá bưa, bát nữa lại bát này. Uống để thương để nhớ lời nói như tên bay. Cứ gặp nhau là uống, mà uống là phải say. Người vùng cao họ là thế, uống chưa say chưa về, vừa đi đường vừa hát, bài nào cũng khê khê. Tay tóm vào đường ngựa, con ngựa cũng say say, chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mới. Bát này là bát nữa, hây, bát nữa là bát này. Người vùng cao là thế, người vùng cao là thế. À. Cả nhà ra đây em xin một kiểu ảnh thôi, sau em sẽ hát. Rồi. Xin một kiểu ảnh xong trước khi là hạ máy. Ok quay. Rồi. Sẽ có nhá. Đây cả nhà ra em xin một kiểu ảnh nữa, rất đẹp này. Cả nhà thấy ảnh chưa? Nhá, cả nhà thấy ảnh chưa? Nào cả nhà nào. 1 nào cả nhà nào. Nào màu tháp ba nào. Anh Nghi à, nghiêng về chụp ảnh đây ơi. Anh Nghi ơi, chụp ảnh nào. Nào rồi ơi, rồi tí nữa tính sau. Chụp ảnh nào.
1, 2, 3, rô, 2, 3, rô nào. Vây tay chào ra nào. Nào cả nhà. Nào cả nhà nào. 1, 2, 3, vây tay chào ra nào. Vây tay nào. Làm lại. Nào nào. Vây tay chào ra nào. Vây tay 1, 2, 3 nào. Vây tay chào ra nào. Con em xin mà gần gì về son. Là Yepena. Em tên gì? Em tên Tâm ạ. Tâm à, ở đâu Yên Bái? Thành phố luôn anh ạ. À rồi, em Tâm ở thành phố rồi. Anh xin số em nhỉ. Rồi, cả nhà đây là các chị ở Yên Bái đúng không? À Phú Thọ nam. Yepena sản xuất ra người nào. Nào các anh tránh ra để em sản xuất ra người với các chị nào. Yêu bên nào sản xuất ra người nào. Ủa các chị ăn gì mà đẹp tê trắng thế. Đúng là Yên Bái rồi. Chào các chị nhé. À Phú Thọ, chị tên gì? Chị tên Trang. Chị tên Trang. À người yêu tên là Nghĩa. Chính xác. Ô Nghĩa Trang. Rồi chị tên gì? Tên Hàng. Chị tên Hàng. À anh tên là Động à? Hàng Động. Hàng Động à? À Hằng à? Ôi giời, Hằng à, tên là Cuội. Rồi. Yên Bái, chào chị tên là gì nhỉ, quên rồi. Chị Thu rồi, em tên là Đông này, Thu Đông. Chị tên gì? Em tên Phương. Ôi giời, Đông Phương bất bại đây. Chị tên gì? Chị Hương. Chị Hương là Hương thơm này, rồi. Con, chị. À, em tên gì, quên mất rồi. Em tên Ngọc. Trùng tên mình, rồi, trùng tên mình. Anh cũng tên là Ngọc, Ngọc là Báo mà. Rồi. Chị tên gì? Chị Hồng, rồi Hồng Ngọc rồi. Rồi em ơi, Ngọc ơi, ra đây nào. Nào, chị tên gì? Chị Luyến, rồi. Chị tên gì? Thơm, thơ hương thơm, rồi. Em tên gì? Quay rồi. Chào em nhé, rồi, chào cả nhà, rồi. Rồi. Chào cả nhà, mùa sai. Rồi, chúc cả nhà vui v�nhé. Mù say say lo say say, mù say say lo say say, hầu chứ hầu mê mê, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mê mê, thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm. Đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say, hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống.